Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã chính thức được diễn ra. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an và sự đồng hành tích cực của Tập đoàn VNPT trong việc đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chính thức đưa vào hoạt động. Chính thức đi vào vận hành một cách thần tốc, đánh dấu cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng thành công chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số. Về chuyển đổi số, Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT sẽ tập trung vào các nội dung như triển khai đề án chuyển đổi số của Bộ Công an giai đoạn 2023-2025, lộ trình hướng đến năm 2030, hợp tác triển khai đề án 06, phát triển dữ liệu số, hạ tầng kỹ thuật, trung tâm chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ Công an, hệ thống ứng cứu khẩn cấp. Vừa qua, buổi tọa đàm Cà phê Tech kỳ 2 được diễn ra với chủ đề Giải pháp số hóa, giám sát và tiết kiệm năng lượng cho nhà máy sản xuất. Chương trình được thực hiện bởi Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm xoay quanh việc phân tích những khó khăn mà các nhà máy sản xuất thường xuyên gặp phải, đồng thời các doanh nghiệp tham dự cũng được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ giúp tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ của các máy cơ khí bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng, cải thiện hệ thống thủy lực và làm mát của máy. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể kiểm soát lượng phát thải carbon thông qua việc tự đánh giá trên máy cơ khí. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm lễ ký kết hợp tác triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023 giữa Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra, thể hiện tinh thần đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Vừa qua, vòng loại tại Việt Nam thuộc giải đấu Spogomi World Cup 2023 đã được diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu được tổ chức và quản lý bởi Social Sport Initiative, hợp tác cùng tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu Uniqlo và được phát động tài trợ triển khai bởi quỹ Nippon Foundation từ Nhật Bản. Spogomi là một bộ môn thể thao ra đời ở Nhật Bản vào năm 2008. Trong đó, các đội thi đấu với nhau để giành điểm dựa trên số lượng và loại rác nhặt được ở một khu vực nhất định trong một thời gian giới hạn. Với mong muốn đóng góp xây dựng một tương lai xanh, tập đoàn Fast Retailing đồng hành cùng giải đấu Spogomi World Cup 2023 tại Việt Nam đã thu hút sự tham dự của hơn 40 đội thi cùng nhau nhặt và phân loại rác trong vòng 1 giờ. Đội chiến thắng của vòng loại này sẽ đại diện Việt Nam tham dự trận chung kết giải đấu Spogomi World Cup 2023 tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 11 năm 2023. Samsung chính thức giới thiệu dòng sản phẩm màn hình thông minh Smart Monitor 2023 tại Việt Nam với 3 phiên bản mới, cho phép người dùng tùy biến phong cách và nhu cầu cá nhân. Dòng sản phẩm gồm 12 mẫu màn hình đa năng, trong đó 3 phiên bản M8, M7 và M5 có nhiều phiên bản màu sắc và kích cỡ khác nhau với nhiều nâng cấp công nghệ đáng kể. Trong đó có thể kể đến một số những trang bị giúp người dùng thực hiện các công việc từ xa một cách liền mạch và dễ dàng hơn, như tính năng cho phép truy cập và hiển thị PC từ xa qua kết nối không dây. Đặc biệt hơn, M8 còn được trang bị sẵn camera kết nối không dây. Bên cạnh đó, chế độ Multiview trên màn hình cho phép người dùng sử dụng Microsoft 365 và trình duyệt Internet cùng lúc mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Kết hợp cùng chức năng điều khiển chuột và bàn phím đã được thêm vào nhiều ứng dụng hơn, trong đó có SmartThings và Smart Hub. 3 model M80C, M70C và M50C đã chính thức được mở bán trên toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. Vừa qua, tập đoàn sản xuất điện tử tiêu dùng và thiết bị thông minh Xiaomi đã công bố một kế hoạch với tên gọi Triết lý Zero Carbon nhằm cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính. Theo đó, tập đoàn này sẽ nỗ lực giảm thiểu lượng phát thải carbon thông qua việc nghiên cứu và phát triển công nghệ sạch, mở rộng các kỹ thuật quản lý chất thải điện tử, cũng như triển khai các hoạt động vận hành và hậu cần xanh. Với chiến lược khí hậu và triết lý Zero Carbon, Xiaomi đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đầu tiên vào năm 2021, nhằm cắt giảm lượng phát thải nhà kính bình quân đầu người từ nhà máy tự vận hành xuống 4,5% vào năm 2026, với mức cơ sở năm 2020. Trước đó, trong năm 2022, Xiaomi đã đầu tư hơn 50% tổng chi phí R&D cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ sạch. Đây là tiền đề giúp hãng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hiệu quả nhằm quản lý chất thải điện tử, góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.